Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Tĩnh Gia. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, thăm kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống nhân dân huyện Tĩnh Gia và các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện. Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác. Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện trao 50 xe lăn cho người khuyết tật ở các địa phương trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 1, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Công Thương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đi thăm kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống của nhân dân huyện Tĩnh Gia và các cơ quan đơn vị đóng chân trên địa bàn huyện. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện; Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; đại diện lãnh đạo các ngành cấp huyện. Tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã nghe đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện thông báo nhanh những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tĩnh Gia đạt được trong năm 2019 trên lĩnh vực kinh tế, xã hội, công tác giải phóng mặt bằng, chương trình phát triển đô thị. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Quyền biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Tĩnh Gia đạt được trong năm 2019. Bước sang năm 2020, đồng chí đề nghị huyện cần tiếp tục bám sát tình hình, tích cực thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và tiến độ triển khai các dự án, thúc đẩy tăng trưởng trên các lĩnh vực sản xuất, xây dựng Tĩnh Gia trở thành thị xã trong năm 2020. Đồng chí đề nghị huyện Tĩnh Gia tăng cường công tác giám sát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và kiểm soát tình hình an ninh thực phẩm, an ninh trật tự để nhân dân vui xuân đón Tết an toàn. Nhân dịp này, Quỹ vì người nghèo của tỉnh đã trao tặng kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết cho 3 hộ gia đình trên địa bàn huyện Tĩnh Gia với số tiền mỗi hộ 40 triệu đồng. Thăm và làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Quyền đề nghị trong năm 2020, Ban tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch, chương trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh với tinh thần nỗ lực đổi mới sáng tạo trong cải cách thủ tục hành chính, xúc tiến đầu tư, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để chuẩn bị khởi công các dự án lớn trọng điểm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần hoàn thành vượt mức các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 28, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Quyền cũng đã đi thăm chúc Tết cán bộ, người lao động làm việc tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lọc hóa dầu Nghi Sơn, thăm tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ công tác tại đồn Công an Nghi Sơn, đồn Biên phòng Hải Hòa, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn. Đoàn công tác cũng đã đi thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, gồm mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Tư, thôn Cao Bắc, xã Hải Thượng; mẹ Việt Nam anh hùng Nghiêm Thị Nhã, thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn; mẹ liệt sĩ Trần Thị Ngâm, thôn Liên Trung, xã Hải Thượng. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 1, tại Trung tâm Hội nghị huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các ngành đoàn thể cấp huyện, Bí thư Đảng bộ chi bộ trực thuộc. Đồng chí Trần Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, thông qua báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Đồng chí Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, báo cáo tổng kết công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thông qua hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát, phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Theo đó, năm 2019, cùng với việc lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị chung của huyện, thì công tác xây dựng Đảng cũng được đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện. Trong năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh ủy và của cấp ủy huyện. Trên các lĩnh vực, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, theo tinh thần chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Công tác bồi dưỡng, đào tạo lý luận chính trị, nâng cao trình độ lý luận chính trị được chú trọng. Trong năm đã mở 3 lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cho 171 học viên, 3 lớp đảng viên mới cho 212 học viên, 5 lớp nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị cho 1.040 học viên, đoàn viên và các đoàn thể huyện. Công tác giáo dục truyền thống được quan tâm đã triển khai kế hoạch siêu tầm, nghiên cứu, biên soạn, tái bản cuốn sách lịch sử đảng bộ huyện Tĩnh Gia. Đến nay đã có 31 trên 31 xã thị trấn và 5 cơ quan đơn vị hoàn thành biên soạn và xuất bản lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống. Công tác phát triển đảng được chú trọng. Trong năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xét chuẩn y kết nạp 200 đảng viên mới, công nhận chính thức cho 215 đồng chí, giới thiệu sinh hoạt đảng cho 441 đảng viên theo quy định điều lệ đảng. Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã triển khai toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát toàn diện theo quy định điều lệ đảng và chương trình kiểm tra giám sát năm 2019. Cùng với đó, công tác dân vận, xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác văn phòng cấp ủy cũng được triển khai thực hiện tốt, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua đó đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp, có phẩm chất năng lực, đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất với những kết quả đạt được trong công tác xây dựng đảng năm 2019, đồng thời đóng góp các ý kiến để thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng đảng năm 2020. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Hải, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy nhấn mạnh. Năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ, có nhiều ngày kỷ niệm lớn diễn ra và là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Vì vậy, đảng bộ các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị cần tăng cường, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tổ chức quán triệt tốt các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của đảng, tạo sự thống nhất cao trong đảng và sự đồng thuận trong nhân dân. Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng năm 2020. Vì vậy, các cấp ủy tổ chức Đảng phải nghiêm túc chuẩn bị chu đáo cho Đại hội. Bên cạnh việc xây dựng có chất lượng các văn kiện đại hội, cần chú trọng công tác xây dựng đảng trên các mặt. Trong đó, công tác chính trị tư tưởng phải đi trước một bước để ổn định tình hình và nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Ủy ban kiểm tra các cấp cần chủ động và nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của điều lệ đảng, xử lý kịp thời, nghiêm minh cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng vi phạm. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp để phát huy trí tuệ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Nhiệm vụ năm 2020 rất nặng nề trong bối cảnh còn không ít khó khăn tác động đến tình hình thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu, cần tăng cường trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội,
xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2020, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã trao huy chương vì an ninh Tổ quốc của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho hai cán bộ công an huyện, trao cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ tặng nhân dân và cán bộ xã Bình Minh, đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018, trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2014 đến năm 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân cũng đã được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2019. Ngày 12 tháng 1, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị nghe thống nhất một số nội dung chương trình công tác tháng 1 năm 2020. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khai mạc và chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã lần lượt nghe các báo cáo dự thảo, trong đó tập trung thảo luận một số báo cáo, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020. Kế hoạch giao dự toán thu chi ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2020. Kế hoạch thành lập doanh nghiệp năm 2020. Kế hoạch số 03 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường trên địa bàn huyện. Kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm kết nghĩa Tĩnh Gia Thanh Hóa Đại Lộc Quảng Nam. Kế hoạch chương trình phát triển đô thị năm 2020. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trí tuệ, thảo luận và đóng góp ý kiến vào từng báo cáo, trong đó về cơ bản thống nhất với nội dung mà báo cáo đã nêu, đồng thời đưa ra một số góp ý về văn phong, cách trình bày, phát hiện và bổ sung các nội dung còn thiếu để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch năm 2020, nhất là kế hoạch về thu chi ngân sách, công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, thành lập mới doanh nghiệp. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Tiến Dũng yêu cầu các phòng ban chuyên môn tùy theo từng lĩnh vực tiếp thu để có sự bổ sung điều chỉnh phù hợp đối với các dự thảo báo cáo để sớm được phê duyệt và triển khai thực hiện trong năm 2020, nhất là phải xác định rõ biện pháp để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra, tăng cường về mặt nhân lực, nâng cao trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cũng yêu cầu thực hiện một số các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý, như công tác đảm bảo an ninh trật tự, kiểm tra xử lý nghiêm các vấn đề tàng trữ vật liệu nổ, tiếp tục tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết các đơn thư khiếu nại, cấp gạo cho hộ nghèo đúng đối tượng để nhân dân đón Tết ấm no, lắng nghe và đề xuất các kiến nghị của tiểu thương tại chợ Cổng Tạm mới được xây dựng. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 1, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, sơ kết thực hiện đề án củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy giai đoạn 2016-2020. Sự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trương Bá Duyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Trịnh Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện. Năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện, Ban An toàn giao thông huyện đã tập trung chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ban hành 7 kế hoạch, 56 văn bản chỉ đạo đôn đốc các ngành địa phương thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong đó, Ban An toàn giao thông huyện xây dựng 2 kế hoạch, chỉ đạo các ngành, các xã thị trấn tổ chức tuyên truyền và ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông, tập trung trên tuyến quốc lộ 1A, đường tỉnh lộ 513, 512, 525. Ban An toàn giao thông huyện, Công an huyện chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự cơ động tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các phương tiện vi phạm. Cụ thể, phát hiện và lập biên bản 12.576 vi phạm, ra quyết định xử phạt hành chính 11.311 vi phạm, nộp ngân sách nhà nước gần 5 tỷ đồng. Trong quá trình tuần tra kiểm soát đã phát hiện, bắt giữ 8 vụ với 13 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy,
2 vụ tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ, thu giữ 4,8 kg pháo nổ và một khẩu súng tự chế, vận động người dân giao nộp 5,5 kg pháo. Về tình hình tai nạn giao thông, năm 2019, trên địa bàn huyện xảy ra 147 vụ tai nạn, trong đó tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 145 vụ, làm 42 người chết, 115 người bị thương, hư hỏng 192 phương tiện so với năm 2018, giảm 6,4% về số vụ, tăng 2,4% về số người chết, tăng 0,9% về số người bị thương. Tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 2 vụ, làm 1 người chết, hư hỏng 2 phương tiện. Trong công tác triển khai tổ chức thực hiện đề án, củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt, phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy giai đoạn 2016-2020. Năm 2019, củng cố kiện toàn ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ từ huyện đến cơ sở, kiện toàn củng cố lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Trong đó, củng cố xây dựng mới được 253 đội dân phòng với 2.468 đội viên, thành lập 577 đội phòng cháy chữa cháy cơ sở với 2.885 đội viên, thành lập 4 đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành với 246 đội viên tại 4 cơ sở, gồm nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, công ty trách nhiệm hữu hạn nhiệt điện Nghi Sơn 1, cảng tổng hợp quốc tế, cảng PTSC Thanh Hóa. Đồng thời, lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy từng bước nâng cao kỹ năng xử lý các tình huống cháy nổ. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Bá Duyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các phòng ban, ngành, đơn vị hữu quan, các xã thị trấn tiếp tục triển khai đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, khẩn trương thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tí, chỉ đạo lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, ngăn chặn và kiềm chế tai nạn giao thông trên các tuyến đường, các bến đò ngang sông, tăng cường thực hiện kiểm soát tải trọng, phương tiện vận tải đường bộ, tổ chức các đợt cao điểm ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông. Về lĩnh vực công tác phòng cháy chữa cháy, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng cháy chữa cháy, định kỳ kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trang bị phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, huấn luyện, bồi dưỡng lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Nhân dịp này, 11 tập thể và 9 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn huyện năm 2019. Ngày 11 tháng 1, huyện đoàn Tĩnh Gia tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện tới dự. Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2019 với chủ đề Năm Thanh niên tình nguyện, huyện đoàn đã triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên được các cấp bộ đoàn tổ chức có hiệu quả thông qua việc tiếp tục học tập quán triệt chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và 6 bài học lý luận chính trị. Tuyên truyền cuộc vận động, tuổi trẻ Tĩnh Gia học tập và làm theo lời Bác và triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Công tác giáo dục truyền thống được các cấp bộ đoàn triển khai hiệu quả. Trong năm, huyện đoàn đã tập trung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm nhân các ngày lễ của quê hương đất nước, tổ chức nhiều chương trình hoạt động tạo được dấu ấn đối với cấp ủy chính quyền và các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức đoàn hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Đoàn tham gia xây dựng đảng, chính quyền và đoàn thể vững mạnh. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện tốt cuộc vận động đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong năm, toàn huyện đã giới thiệu được 285 đoàn viên ưu tú tham gia học lớp cảm tình đảng và giới thiệu cho đảng xem xét kết nạp được 135 đồng chí. Những kết quả đạt được năm 2019 sẽ là cơ sở vững chắc để mỗi cấp bộ đoàn, cán bộ, đoàn viên thanh niên trong huyện tiếp tục nỗ lực thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt chương trình công tác đoàn năm 2020. Tại hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân đã được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 1, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện,
câu lạc bộ doanh nhân Thanh Hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trao 100 xuất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách tại huyện Tĩnh Gia. Tới sự có đồng chí Nguyễn Văn Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, đại diện Sở Lao động Thương binh Xã hội và nhà tài trợ, hướng về quê hương với mong muốn được đóng góp, sẻ chia để những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách có một cái Tết Nguyên đán đầm ấm yên vui. Câu lạc bộ doanh nhân Thanh Hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh đã vận động quyên góp được 900 triệu đồng, tiến hành trao quà Tết yêu thương cho 16 huyện của tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, huyện Tĩnh Gia được câu lạc bộ doanh nhân trao 100 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách với mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Phát biểu tại buổi trao quà, đồng chí Nguyễn Văn Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, câu lạc bộ doanh nhân Thanh Hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Món quà đầy ý nghĩa cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của địa phương, đặc biệt là dịp Tết đến xuân về. Đồng chí mong câu lạc bộ doanh nhân Thanh Hóa và các tổ chức cá nhân có lòng hảo tâm tiếp tục đồng hành, hỗ trợ giúp đỡ, tạo điều kiện để những hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách vươn lên trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, ngày 11 tháng 10, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tới thăm tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Thành Sơn. Cùng đi có đại diện Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện và lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền xã sở tại. Đoàn đã đến thăm gia đình ông Lê Công Chức, nạn nhân chất độc hóa học ở thôn Sơn Hạ, ông Đào Công Hào, bệnh binh 2/3 ở thôn Trung Thành và anh Đậu Đình Tuấn, con liệt sĩ ở thôn Phúc Lý. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, đồng thời động viên các gia đình khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục phát huy truyền thống của gia đình, quê hương, chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp, văn minh. Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tí, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các đồng chí trong đoàn chúc các gia đình chính sách sức khỏe, vui xuân đón Tết vui vẻ, đầm ấm. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm và tặng quà cho gia đình bà Hoàng Thị Lam và ông Vũ Duy Cường, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Xuân Sơn và Phượng Áng. Ngày 9 tháng 1, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hợp đồng của công đoàn năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Tới dự có đồng chí Lương Thị Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Văn Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện. Năm 2019 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 12 Công đoàn Việt Nam và cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, của huyện. Được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sát sao kịp thời của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự đồng thuận thống nhất cao của nhân dân, công nhân viên chức lao động trong huyện nên tình hình kinh tế xã hội của địa phương tăng trưởng ổn định, đạt 8,21%, cao hơn cùng kỳ, vượt kế hoạch đề ra. Các hoạt động nổi bật của Liên đoàn Lao động huyện như văn hóa, thể dục thể thao, chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng, phát động các phong trào thi đua, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, công tác nữ công trong công nhân viên chức lao động. Bằng nhiều hình thức, công đoàn từ huyện đến cơ sở đã chú trọng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao như thi đấu cầu lông, bóng đá, bóng chuyền, liên hoan văn nghệ với 73 công đoàn cơ sở tham gia. Tổ chức thành công hội thi Chủ tịch Công đoàn Cơ sở giỏi, triển khai và tham mưu thực hiện có hiệu quả các nghị định nhằm đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp cho người lao động. Năm 2019, Liên đoàn Lao động huyện đã hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ xây sửa nhà cho 3 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 125 triệu đồng. Thăm hỏi đoàn viên lúc khó khăn ốm đau với số tiền trên 400 triệu đồng. Phát động và tổ chức các phong trào thi đua một cách đồng bộ, ý nghĩa thiết thực, tạo được sức lan tỏa trong công nhân viên chức, người lao động. Với phương châm đổi mới sáng tạo hiệu quả, các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo gắn chương trình hành động bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, hoạt động nữ công của công đoàn cơ sở có nhiều chuyển biến.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Thị Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Dương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Liên đoàn Lao động huyện đã đạt được trong năm 2019. Phát huy những kết quả đạt được và xác định các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020, Liên đoàn Lao động huyện cần tích cực tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật lao động, nhất là đối với huyện có khu kinh tế Nghi Sơn với hàng trăm nhà máy, công ty đang hoạt động. Phát động các phong trào thi đua trong công chức, người lao động phải có trọng tâm, trọng điểm. Quan tâm chăm lo đời sống của đoàn viên công đoàn, phấn đấu đưa tổ chức công đoàn phải thực sự trở thành chỗ dựa, tổ ấm niềm tin cho người lao động. Tại hội nghị có nhiều cá nhân, tập thể đã được nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhận giấy khen của Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện vì có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào công đoàn và công tác nữ công năm 2019. Chiều ngày 11 tháng 1, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ Côi huyện Tĩnh Gia phối hợp với Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ Côi tỉnh và các nhà tài trợ đã tổ chức trao 50 xe lăn cho 50 người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Tất cả các số xe lăn trên do tổ chức sứ mạng xe lăn nhân đạo, tổ chức trả lại tuổi thơ và tổ chức hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em Việt Nam tài trợ với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng. Đây là hoạt động nhân đạo từ thiện thiết thực chào đón năm mới năm 2020 và đón Tết Nguyên đán Canh Tí, đồng thời thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với những người không may mắn trong cuộc sống nhằm hỗ trợ người khuyết tật giảm bớt khó khăn về phương tiện đi lại, giúp cho việc sinh hoạt, làm việc được thuận lợi hơn. Từ đó khuyến khích người khuyết tật có thêm nghị lực vượt qua mặc cảm bản thân, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, từng bước hòa nhập cộng đồng. Ngày 10 tháng 1, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hải Châu tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tới dự có đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, đại diện Quỹ Tim huyện. Trong năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn, nâng cao kiến thức sức khỏe sinh sản, kiến thức pháp luật, kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, kỹ năng phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em cho trẻ em gái và hội viên phụ nữ. Làm tốt công tác động viên, thăm hỏi cán bộ hội viên, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho hội viên phụ nữ. Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế với các hình thức như giúp ngày công lao động, con giống, tiền mặt, trị giá thành tiền là 143 triệu đồng. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Quỹ Tim, tổ chức tài chính vi mô Thanh Hóa cho các hội viên vay vốn để phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Sen, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, ghi nhận những kết quả mà Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hải Châu đạt được trong năm 2019, đồng thời đề nghị trong năm 2020, Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên, đặc biệt là về vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, bám sát chủ đề năm 2020, an toàn cho phụ nữ và trẻ em, để tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao kỹ năng và các biện pháp phòng chống xâm hại trẻ em, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tí. Thưa quý vị và các bạn, mô hình trồng đào của gia đình anh Hồ Văn Vượng ở thôn Hồ Trung, xã Tân Sơn, huyện Tĩnh Gia được triển khai thực hiện từ năm 2008. Đến nay đã và đang mang lại nguồn thu nhập chính cho gia đình và phục vụ đào Tết cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán. Đây là mô hình chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên vùng quê nông thôn mới ở xã Tân Sơn, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Khác với bạn cùng trang lứa, người thì vào đại học, người đi bộ đội, người thì chọn nghề, miễn sao thoát khỏi làm ruộng. Còn anh Hồ Văn Vượng ở thôn Hồ Trung, xã Tân Sơn lại lựa chọn cho mình cái nghiệp gắn bó với nghề trồng đào. Trồng đào là nghề chính của gia đình anh khoảng 12 năm nay, góp phần ổn định đời sống cho năm khẩu của gia đình. Trung bình mỗi năm, gia đình anh trồng, chăm sóc khoảng 1.500 gốc đào, chủ yếu là đào kép. Ban đầu khi mới bắt tay vào nghề trồng đào,
anh Vượng cũng gặp rất nhiều khó khăn do chưa có kinh nghiệm, thời tiết không thuận lợi. Bước đầu thì khó khăn đầu tiên đó là bị ngập nước, chết lụt. Thì phải cố gắng xử lý tôn đất cũng như là xây hệ thống thoát nước. Và sau này nữa là bị bệnh tật thì mình cũng thất bại mấy năm, nhưng mà sau nhiều lần, nhiều năm làm thì mình tích lũy được kinh nghiệm và học hỏi các nhà vườn khác cũng như là các anh kỹ sư nghiên cứu về đào. Thì mình có bây giờ thì cũng tương đối là khắc phục được các bệnh của cây đào. Anh cho biết việc chăm sóc đào cần phải dành nhiều thời gian, có tâm huyết, hết sức tỉ mỉ. Việc cắt tỉa, tạo dáng cho mỗi gốc đào cũng được anh tiến hành 4 lần trong năm. Đặc biệt sau mỗi lần cắt tỉa, cần bón phân, tưới ẩm thường xuyên để cây ra nhiều nụ đúng vào dịp Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, để có được những cây đào dáng đẹp, đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng, phải đầu tư rất nhiều công sức, thời gian cho việc chăm sóc, tạo thế, tỉa cành, phòng trừ sâu bệnh. Thực tế cho thấy, trong quá trình trồng đào, anh Vượng thấy khó nhất là những năm gần đây, điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, người trồng đào phải có óc phán đoán nhanh nhạy. Có năm, thời tiết nắng nóng kéo dài, cây sinh trưởng nhanh, nếu không có biện pháp can thiệp, rất có thể hoa nở sớm. Tuy nhiên, nếu năm thời tiết lạnh kéo dài, nếu như tỉa lá muộn, hoa sẽ không nở. Do trồng đào lâu năm rút ra nhiều kinh nghiệm nên anh Hồ Văn Vượng phần nào cũng chủ động được khi điều kiện thời tiết bất lợi. Anh thường xuyên ghi chép diễn biến thời tiết để theo dõi. Nếu như năm nào nắng nóng kéo dài, tiến hành khoanh gốc sớm để kìm hãm sự phát triển của cây, hãm cho hoa không nở sớm. Còn nếu thời tiết lạnh, sẽ che bằng túi bóng hoặc thắp điện, tạo điều kiện ấm áp cho cây đào phát triển, ra hoa đúng thời điểm Tết. Trong những năm gần đây, vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, gia đình anh đưa ra thị trường khoảng trên 500 gốc đào Tết. Mỗi gốc có giá từ 500.000 đồng đến 10 triệu đồng. Doanh thu hàng năm sau khi trừ chi phí khoảng 300 triệu đồng trên một năm. Bên cạnh phục vụ đào Tết, anh còn nhận chăm sóc đào sau Tết, tư vấn miễn phí về kỹ thuật chăm sóc đào trước và sau Tết. Hướng tới là mình sẽ mở rộng cái mô hình, thuê thêm đất, rồi là sẽ nhận chăm những cái đào thế, rồi trao đổi kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm làm, mở rộng thị trường rồi để nhân thêm giống và chia sẻ thêm cái mô hình với lại bà con ở trong huyện cũng như là ở ngoài huyện, và để giao lưu quảng bá thương hiệu đào của vùng đất bãi ngang. Có thể nói, thành công bước đầu từ mô hình trồng đào của gia đình anh Hồ Văn Vượng sẽ mở ra hướng phát triển kinh tế mới, góp phần xoa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập, đồng thời còn phục vụ đào Tết cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán. Chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch huyện Tĩnh Gia đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.